Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục kiếm tiền từ cái trò Garwin này nha anh em. Garwin đó là cái game nạp rút 1-1 nha. Đã hiện tại đang có chương trình phát code 20, 50, 100k cho những tân thủ nha. Anh em lấy code chơi, rồi mình đánh lên là mình rút tiền nha. Game cảm thấy ok rồi mình hãy nạp tiền để chơi. Mình lấy code rồi mình trải nghiệm tất cả các trò mình vô, mình thấy là nó hợp mình dễ kiếm tiền được thì mình chơi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em quay hũ cái trò đoạt bảo này nha anh em. Trò đoạt bảo này quay rất là hấp dẫn, nổ rất là to. Đây là mình chết chọn dòng nha, mình chọn hết. Không, cái sòng này nó hơi lớn nhưng mà không sao. Đấy nha anh em, đây là cái số lượng đinh nha anh em. Khi mình tập hết, nổ hết mấy cái rương này nè, cái rương ở giữa là mình sẽ chuyển sang từng vòng nha anh em. Đây có nhiều, rất là nhiều người nổ, hũ rất là lớn, tròn nổ hũ kinh khủng lắm. Đây, để mà hiện, để tự theo dõi, để thì anh em nên chọn là tăng tốc cho nó nhanh, nhưng nếu anh em thích chơi nhanh, chơi auto nếu mà không muốn. Cái tròn nó giống cái tròn kim cương của mình ngày xưa á, giống nhau là mình sẽ nổ. Đấy, một đinh là nó sẽ bị mất một rương. Vòng càng lớn thì mình nổ hũ càng cao nha anh em, mình theo được hết á. Đấy, nổ rất là lớn. Đây rồi. Đấy. Đấy, khi mà xuất hiện cái mũi khoan ấy là mình sẽ mất đi một rương. Khi là mình mất đi gần hết á là mình sẽ được chuyển sang vòng mới để sẽ tiền nhiều hơn nha anh em. Cái trò đập bào này nó thiên hướng là về nổ hũ nhiều hơn, có khi là nhiều ông nổ bất chợ luôn, kiểu như nó cứ nổ đá nổ liên tục vậy. Úi giời ơi, sắp sửa hết rồi vòng 1 rồi. Không biết là có qua được vòng 1 không, mình thấy tiền tụt ghê quá. Rồi, tiền hút ghê quá anh em ơi. Chưa thấy nổ tí nào. Game trong này nổ càng to để hút cũng càng ghê nha anh em. Anh em nên lựa một số tiền này, mình lựa vòng quay nha, tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình rồi mình lựa chọn số điểm. Đây là mình liều, mình mới chọn là 100.000. Đấy, nổ hũ liền là vậy chứ, nãy giờ hút rồi. Ôi ý nổ lớn á, tưởng đâu nổ 20 triệu chứ. Game ở trong này nổ hút thì hút cũng ghê mà nổ cũng gọi là nổ lớn lắm anh em. Khi mình lên được tới cái vòng mới, vòng số 2 ấy, mình nổ cũng lớn. Đây bên này là chỗ điểm thưởng của mình này, nó sẽ chơi khi nào hết cái điểm thưởng nó sẽ chuyển sang tiền gốc cho mình nhé. Đây rồi. Rồi ăn được quả 2 triệu mấy, tưởng đâu ăn tiếp chứ. Đúng rồi, đây rồi. Không biết săn được cái hũ trước khi hết tiền không. Đúng rồi, đây này, đây rồi. Đấy. Mấy quả trứng vàng nổ to lắm anh em. Trứng vàng. Mũ khoan. Mình cố lên tới vòng 2 cho anh em xem luôn nha. Không biết là mình có đủ quay hũ được tới vòng số 2 không. Thôi là cũng hên xui lắm. Quả trứng vàng nó xuống một tí là ngon rồi. Quả trứng vàng nổ ghê. Đây nó đổi lượt nha anh em. Đây vào vòng 2 rồi nè.
Đấy, lỗ về này giờ cái lỗ lớn anh em. Đấy. Nó nhiều dòng cái lỗ càng càng lớn. Đây, đây rồi. À, vòng lớn mà sao mà khó ăn thế nhờ. Anh em chơi cái này là anh em có, nếu mà chơi lâu có điểm VIP nha, anh em có hoàn trả mỗi ngày đó nha anh em. Không biết là có theo được tới vòng số 3 không chứ. 500 ngàn, đây rồi. Anh lại giờ quay nó giờ toàn hòa gốc không? Chưa thấy lời, nó toàn thấy âm. Ông nào vào hũ mà quẹ mà kiểu như vào nhấp nhấp một phát một tên nổ mấy triệu chạy ra nhanh. Chung là quay hũ đó, anh em quay càng lâu á, nó càng dễ hút máu á. Nên em họ quay mà thấy cảm thấy lã rồi anh em chạy. Cái đặc bào này nó ăn rất là nhiều nha. Mình biết chơi á, mình vô mình thấy lã rồi mình chạy. Đây mình làm video cho anh em cho nên là mình đang chơi cố nha. Chứ bình thường anh em vô anh em chơi mà đủ lã rồi anh em hẳn chạy luôn. Game này thì nó lã gì cũng dễ lắm. Đấy như nãy giờ mình chơi rồi cũng chỉ là âm mấy trăm thôi, cũng không đến nỗi là âm hết tiền. Chắc vào vòng số 3 quá. Cũng chua ghê. Trò này mà anh em mà kiểu như vào anh em ăn no nó thì được nha. Nếu mà ông là vốn vào nhấp nhấp phát một vài phát là nó nổ hả? Lúc đầu thì nó nhẹ cho nhưng về sau là nó sẽ hút dần 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 dần. Đây, đây rồi. Nói làm phát rồi, 60 ngàn. À, cái trò đặc bảo này bữa thấy ai chơi nổ phát gần 100 triệu luôn. Không biết khi nào tới là mình. Rồi sắp sửa hết điểm thưởng bắt đầu nó hú rồi. Chắc mình qua hết điểm thưởng là mình nghỉ nha anh em ơi, má kiểu này nó hút quá, âm gần hết 1.8 triệu rồi. Hết điểm thưởng là mình nghỉ nha anh em. Mình chỉ review sơ qua như vậy để cho anh em biết là con game cái trò đặt bảo nó như thế nào. Anh em muốn chơi ăn non thì vẫn được nha anh em. Vào nhấp mấy phát rồi chạy thôi. Thôi mình nghỉ nha anh em ơi. Rồi nó hút hết của mình rồi. Hẹn lại. Anh em là muốn nhận code vào nhóm ở bên dưới nha để lấy code nha. Hẹn gặp lại anh em ở video khác nha. Hôm sau mình sẽ làm trò mới để hướng dẫn anh em kiếm tiền ha.